Sự thật về những thất bại của người Mỹ trong chiến dịch Mậu Thân 1968. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 đã đi qua cách đây hơn 50 năm, nhưng nó vẫn còn làm sôi rộng lòng người như những sự kiện vừa mới xảy ra. Vì thắng lợi to lớn, toàn diện của cuộc tổng tiến công đã vượt khỏi biên giới Việt Nam đến với các dân tộc trên thế giới và các nhà quân sự Mỹ như một câu chuyện thần kỳ không thể tưởng tượng nổi. Chính vì vậy, suốt hơn 50 năm qua, những nhà nghiên cứu những nhà chính trị quân sự ở trong nước và ngoài nước luôn tìm cách tiếp cận đến chân lý lịch sử sự kiện tết mậu thân càng đi sâu nghiên cứu người ta càng đi đến thống nhất đánh giá ý nghĩa lớn lao của sự kiện tết mậu thân riêng các nhà quân sự mỹ thì cho rằng tết mậu thân đã đánh hòng một chiến lược của mỹ đã buộc mỹ xuống thang chiến tranh do tầm vóc thắng lợi của đợt tổng tiến công tết mậu thân mà cho đến nay nhiều người nghiên cứu cuộc tổng tiến công và nổi dậy 1968 dường như bỏ qua các đợt tổng tiến công tháng 5 và tháng 8, hoặc có nhắc đến thì nặng về phê phán, cho đó là sai lầm, duy ý chí trong chỉ đạo chiến lược của Bộ Thống soái Việt Nam. Chẳng những nó không mang lại ý nghĩa thắng lợi mà còn bị thất bại nặng, làm cho địch có cơ hội giành thế chủ động bình định nông thôn, đẩy lực lượng cách mạng miền Nam vào thế khó khăn hơn bao giờ hết. Đúng là các đợt tổng tiến công sau Tết Mậu Thân có nhiều khuyết điểm, thậm chí sai lầm trong chỉ đạo chiến lược và thực hiện, làm cho ta tổn thất về lực lượng, mất đất mất dân. Lịch sử đã diễn ra rồi, ta không đặt chữ nếu, nhưng thử hỏi, không có các đợt tổng tiến công sau Tết Mậu Thân, tháng 5 và tháng 8, liệu Mỹ có xuống thang chiến tranh thật sự không? Có đến hội nghị Paris nghiêm chỉnh không và dẫn đến kết cục quân Mỹ khi chưa hoàn thành sứ mệnh đi chinh phục có cút khỏi Việt Nam thật không? Đó là vấn đề cần phải tiếp tục làm sáng tỏ. Trong bài này, người viết xin nêu một suy nghĩ. Giá trị của các đợt tổng tiến công sau Tết Mậu Thân có thể ví như một chất xúc tác trong quá trình phản ứng hóa học, mặc dù ta bị thiệt hại, nhưng cũng chính nhờ các đợt tiến công tiếp sau Mậu Thân đã buộc Mỹ đến hội nghị Paris với thái độ nghiêm chỉnh hơn, xuống thang chiến tranh nhanh hơn. Đó là ý nghĩa thắng lợi đích thực và đó cũng là thành công của ta trong các cuộc tổng tiến công sau Mậu Thân. Đợt tổng tiến công và nổi dậy dịp Tết Long trời lở đất chấm dứt ngày 31 tháng 3 năm 1968. Tổng thống Mỹ Johnson chính thức thông báo ngừng mọi hành động không quân, hải quân chống miền Bắc Việt Nam từ vĩ tuyến 20 trở ra, đồng ý với chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đàm phán tại Paris, bỏ chiến lược tìm diệt thay bằng chiến lược quét và giữ. Đây là một tình thế bắt buộc Mỹ phải làm, vì thua ở chiến trường, vì bị sức ép đòi chấm dứt chiến tranh ở ngay nước Mỹ, nhưng thực chất Johnson và tập đoàn hiếu chiến cầm quyền Nhà trắng và lầu năm góc xuống thang là xì hơi cho quả bóng đỡ căng dư luận dịu xuống và hy vọng sẽ buộc ta đàm phán theo điều kiện của Mỹ bằng việc tập trung ném bom ồ ạt xuống phía Nam Vĩ tuyến 20 Ta Sên Sơ Nguyên Thứ trưởng Không quân Mỹ viết trong cuốn những giới hạn của sự can thiệp có nhận xét rằng Johnson hiểu rằng thực tế không cho phép ông ta tái diễn leo thang ném bom miền Bắc hoặc tăng bộ binh với số lượng đáng kể tại Việt Nam. Nhưng ông ta vẫn nuôi hy vọng rằng đối phương có thể bị hao mòn mệt mỏi nếu Mỹ duy trì áp lực quân sự này chỉ nằm trong giới hạn mới rõ ràng xuống thang nhưng trên thực tế sau mậu thân, Mỹ vẫn tiếp tục leo thang ngày càng ác liệt. Theo tướng Mỹ Cờ Giao, Giám đốc Ngân sách Không quân Thú nhận thì tổng số bom chút xuống Việt Nam trong tháng 1 là 67.000 tấn, đã tăng lên 91.000 tấn trong tháng 3. Và ở vùng cán song Lào Trung Bình mỗi ngày Mỹ sử dụng 160 vụ oanh kích, riêng ngày 9 tháng 4 có tới 500 máy bay oanh tạng, chưa kể máy bay B-52, vừa tăng cường ném bom. Mỹ vừa đưa ra công thức đàm phán có đi có lại và quả quyết rằng phía bên kia, ta phải theo, Mỹ nhất định không khuất phục trước việc 40.000 quân Bắc Việt ảo và khe xanh, cũng như không khuất phục các điều kiện thương lượng của Hà Nội, AFP ngày 9 tháng 2. Với công thức thương lượng có đi có lại, Ngoại trưởng Mỹ Dean XC ơ đòi Bắc Việt Nam ngừng thâm nhập là điều kiện để Mỹ ngừng ném bom. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Clifford thì yêu cầu Bắc Việt Nam đừng thâm nhập trong khi cuộc thương lượng kéo dài. Còn chính quyền Sài Gòn buộc phải đồng ý để Mỹ chấm dứt ném bom, nói chuyện với Hà Nội, nhưng tuyên bố không công nhận mặt trận dân tộc giải phóng. Lúc này ở Paris, ta và Mỹ chỉ bàn quanh việc ngồi theo bàn tròn hay bàn vuông mà không đi vào nội dung cuộc thương lượng. Giữa tháng 3 và tháng 4 có thể nói là thời gian tạm yên tĩnh ở chiến trường. Lợi dụng tình hình này, Westmoreland, Nguyễn Văn Thiệu và cả tổng thống Johnson cùng với bộ máy tuyên truyền Mỹ và Sài Gòn đều tuyên bố phát tin Việt Cộng và quân Bắc Việt Nam đã bị đánh tan. Quân đồng minh đang lập lại quyền kiểm soát trên khắp lãnh thổ Nam Việt Nam. Quân Việt Cộng và Bắc Việt Nam đang bị truy kích giáo giết. Những cuộc biểu tình phản đối chiến tranh ở Mỹ đang nổi lên, bỗng ngưng lại, không còn rầm rộ như sau cuộc tiến công Tết. Nhân dân Mỹ và cả những nghị sĩ quốc hội Mỹ đâm ra hoài nghi, có lẽ phía chính quyền của họ nói thật. Tâm trạng bi quan, sợ hãi của những người dân Mỹ được vợi đi một phần. Nhân dân Mỹ và thế giới đang trong tâm trạng nửa tin nửa ngờ. Thì cuộc tổng tiến công tháng 5 của ta vào Sài Gòn và các thành phố lớn ở miền Nam nổ ra. 0 giờ 30 phút ngày 5 tháng 5, bộ binh, pháo binh, đặc công, biệt động quân giải phóng đồng loạt đánh vào 30 thành phố, thị xã, 58 thị trấn quận ly, 12 chi khu quân sự, 10 bộ tư lệnh quân đoàn sư đoàn, 11 sở chỉ huy lữ đoàn trung đoàn Mỹ, ngụy, 30 sân bay 20 căn cứ hành quân và trung tâm huấn luyện, Sài Gòn là trọng điểm tấn công nổi bật, đợt tăng tiến công tháng 5 ở nhiều nơi không thực hiện được ý định của lãnh đạo và nhiều nơi chỉ có pháo kích nhưng quy mô của cuộc tiến công rất rộng lớn như một cơn chớp giật chói lòa giữa lầu năm góc tối mịt làm lộ những bộ mặt hoài nghi hoặc chống đối trước đây vẫn còn giấu mình phong trào nhân dân mỹ phản đối chiến tranh của chính quyền lại bùng lên mạnh mẽ lan sâu vào các nghị sĩ quốc hội mỹ họ phẫn nộ vì chính quyền mỹ đã lừa dối họ johnson westmoreland nguyễn văn thiệu nói láo rằng việt cộng đang bị truy kích nhưng kết quả ngược lại Việt Cộng Giang tiến công, chiến tranh vẫn tiếp diễn trong thành phố. Những cuộc biểu tình phản kháng, những cuộc bạo động của người dân Mỹ chống chiến tranh xâm lược Việt Nam, kết hợp và hòa lẫn với các cuộc nổi dậy của người Mỹ da đen, tạo thành sự chia rẽ chính trị nghiêm trọng nhất ở nước Mỹ từ một thế kỷ nay. Những thượng nghị sĩ Mỹ phun bờ dai, Kennedy, Gavin, chất vấn Tổng thống là không thua tại sao luôn luôn đòi tăng quân, chỉ biết đòi tăng quân mà không có con mắt nhìn toàn cục. Johnson bị sức ép chính trị hết sức nặng nề từ nhiều phía, nhân dân Mỹ, quốc hội và chiến trường. Tổng thống Mỹ đã yêu cầu Wheeler, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân nói với Westmoreland, quyết định động viên nhiều lực lượng dự bị để đối phó với việc địch mở rộng chiến tranh về mặt địa lý là điều không thể làm được về mặt chính trị. Ông cảm thấy không có sự lựa chọn nào trong vòng ít tháng, ngoài việc cố gắng chấn an những người phản đối vì họ sẽ làm bùng nổ một phong trào đòi rút quân Mỹ rất hèn hạ. Đến lúc này, Tháng 5 năm 1968, Westmoreland, một tên tướng hiếu chiến đã từng giải thích sau Tết Mậu Thân quân Đồng minh đã bắt đầu truy kích Việt Cộng, đã phải thú nhận thất bại chua chát. Họ đã đạt được mục tiêu là làm cho phía Mỹ phải đơn phương xuống thang, ngừng ném bom, đình chỉ việc tăng quân và làm hỏng một chiến lược đánh mạnh, làm cho người Mỹ phải đến bàn hội nghị. Trong khi đó nhiều người Mỹ cứ tưởng là chính phủ Mỹ đã bắt buộc địch đến hội nghị. Giờ đây cuộc chiến tranh Việt Nam trở thành một tấn thảm kịch lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ kể từ thời nội chiến sự kiện tổng tiến công tháng năm khiến Mỹ ngụy kiệt quệ về nhân lực phương tiện hậu quả nghiêm trọng của nó là chính phủ Mỹ không còn sức lực và thì giờ để lo giải quyết tình hình nội bộ nước Mỹ đang dối như tơ vò và những điểm nóng khác trên thế giới nhà trắng lầu năm góc lại luồn quẩn trong cái vòng tăng quân tăng phương tiện leo thang ném bom miền Bắc để mong tìm lối thoát nhưng tăng cường ném bom thì đợt tiến công tháng 5 của ta đã minh chứng rõ ràng là chiến dịch ngăn chặn của Mỹ bị thất bại Bộ Quốc phòng Mỹ ước tính trong tháng 5, số quân miền Bắc Việt Nam vào Nam là 29.000 so với 4.000 người trung bình mỗi tháng hồi năm 1966, 7.000 hồi 1967. Tăng quân ngụy thì quân ngụy đang rêu rã, tinh thần bạc nhược, không làm được nhiệm vụ giữ nhà. Tăng quân Mỹ thì càng không ổn, vì như vậy phải động viên quân chủ bị, điều mà Johnson trong những năm cầm quyền cố tránh. Nhà trắng và lầu Năm Góc quyết định trang bị vũ khí hiện đại cho quân ngụy để Mỹ dần dần giảm bớt số quân Mỹ ở Việt Nam vào lúc thích hợp, chuyển phần lớn việc chiến đấu cho quân Nam Việt Nam. Mỹ cấp tốc chuyển súng M16, xe tăng sang miền Nam, đến tháng 7 năm 1968, toàn bộ quân ngụy có súng mới. Tuy nhiên, Johnson thấy biện pháp tăng cường quân ngụy là việc làm có tính chất lấp lỗ chống chắp vá, khó có thể giữ miền Nam Việt Nam. Cuối cùng Johnson nghĩ đến giải pháp phải chấm dứt ném bom trên toàn miền Bắc và đồng ý họp hội nghị Paris để đổi lấy việc rút quân Mỹ về nước. Để chấn an tinh thần cho ngụy quyền Sài Gòn, Johnson với Nguyễn Văn Thiệu sang Honolulu họp tìm cách đối phó. Nhưng tại Honolulu, Johnson lại cam kết quyết tâm ngăn chặn xâm lược, không bỏ miền Nam Việt Nam. Mỹ rút quân thì Bắc Việt Nam rút quân, không ủng hộ việc đặt một chính phủ liên hiệp ở Sài Gòn. Từ Honolulu, Johnson bay về Texas còn Nguyễn Văn Thiệu về Sài Gòn với tâm trạng buồn lo lẫn lộn. Giữa lúc đó, Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam tuyên bố đồng thời với việc Mỹ không ngừng trồng chất tội ác mới trên cả hai miền Nam, Bắc Việt Nam. Việc Johnson và tay sai của y công khai cam kết với nhau đẩy mạnh bắt lính, đưa thêm vũ khí và phương tiện chiến tranh vào miền Nam càng bóc trần sự thật xấu xa về cái gọi là thiện chí hòa bình của Mỹ tuyên bố ngày 29 tháng 7. Đồng thời với tuyên bố của mặt trận, đợt tiến công tháng 8 nổ ra và kéo dài đến hết tháng 9 năm 1968. Những người dân Mỹ chưa một lần đặt chân tới Việt Nam, họ không cần biết đến Việt Cộng đánh như thế nào, đánh lớn hay đánh nhỏ, mà qua hệ thống thông tin tiên tiến của Mỹ, họ biết đích xác Việt Cộng lại tiến công vào các thành phố lớn ở miền Nam thật. Những lời tuyên truyền chấn an dân chúng của chính quyền Johnson về đợt tiến công tháng 5 của Việt Cộng và Hà Nội như ngọn đèn dầu dồn sức phụt sáng lần cuối cùng trước khi tắt hẳn giờ đây đối với người dân mỹ nó trở thành sự lừa dối lố bịch dù johnson và bộ máy tuyên truyền mỹ và sài gòn có giải thích có gào thét gì cũng chẳng ai tin sức ép chính trị ở mỹ đòi tổng thống chấm dứt chiến tranh việt nam càng tăng lên nặng nề hơn bao giờ hết tại hội nghị honolulu cam kết với nguyễn văn thiệu cứng rắn bao nhiêu thì giờ đây johnson mệt mỏi gần như kiệt sức ngày bầu cử tổng thống mỹ đến gần mặc dù johnson từ bỏ cuộc tranh cử nhưng tiếng nói và hành động phản chiến càng mạnh gây nên một tâm trạng buồn chán lan tràn trong các giới chính thức ở Washington, một sự phản ánh những ngày vô định mà báo chí và vô tuyến truyền hình đã nói. Khuynh hướng chiến thụt lùi, khuynh hướng hòa tiến bước. Clifford vừa thay McNamara làm bộ trưởng quốc phòng, nổi tiếng diều hâu, lần này cũng nhận ra không thể thắng được. Sức ép càng dữ dội đòi Johnson phải tiến thêm bước nữa trên con đường xuống thang, vì kỳ vọng hòa bình, độc lập, tự do, thống nhất của dân tộc Việt Nam không thể lay chuyển. Trong khi đó, thì Westmoreland đưa ra một so sánh lý thú làm cho mọi người kinh ngạc. Trong chiến tranh thế giới lần thứ nhất cần phải có 6 triệu quân đồng minh để giữ mặt trận phía Tây. Trong chiến tranh thế giới thứ hai cần có 4,5 triệu quân đồng minh để giữ mặt trận phía Tây dài 570 dặm. Ở Triều Tiên cần có 1 triệu quân của Liên hợp quốc để giữ một mặt trận dài 123 dặm chạy qua vùng thắt lưng của bán đảo Triều Tiên. Để bảo vệ đường biên giới trên đất liền dài 900 dặm ở Việt Nam với mật độ tương tự sẽ đòi hỏi nhiều triệu quân cộng với số quân đông khác để chống nổi loạn, một con số thật là phi lý không thể nào có được, cho nên dù Mỹ có ném bom miền Bắc, có tăng quân hoặc làm phép gì đi nữa cũng không ngăn cản được cuộc tiến công. Tổng thống Mỹ Johnson không có cách nào cưỡng lại. Thế là ngày 31 tháng 10 năm 1968, Johnson trịnh trọng đọc bài diễn văn, tuyên bố hoàn toàn chấm dứt ném bom miền Bắc không điều kiện và nhận họp hội nghị bốn bên ở Paris. Như vậy Đến đây Tổng thống Mỹ Johnson mới chính thức công nhận sự thất bại của cuộc chiến tranh Việt Nam sau những năm dài cố gắng giành thắng lợi bằng sức mạnh quân sự của một siêu cường. Mỹ có thua trong chiến dịch Mậu Thân năm 1968. Tết Mậu Thân cùng những hậu quả của nó, cho đến hôm nay, vẫn còn là một nghịch lý trong tâm trí của giới quân sự, chính trị và một số tác giả Mỹ. Bởi theo họ, điều trơ trêu của Tết là ở chỗ, Cộng sản đã thua trên chiến trường nhưng lại thắng về chính trị ngay trên nước Mỹ không chỉ khi còn là tư lệnh chiến trường tại miền nam việt nam mà lúc đã bị triệu hồi về nước và nhiều năm sau đó tướng westmoreland vẫn luôn khẳng định rằng trong dịp tết mậu thân quân đội mỹ sắp giành được thắng lợi quyết định thì lại bị các nhà dân sự trong chính phủ mỹ cùng các nghị sĩ quốc hội mỹ buộc phải bỏ cuộc theo ông ta tết là một khúc ngoặt của cuộc chiến tranh có điều khúc ngoặt đó lẽ ra dẫn đến thắng lợi của mỹ và đồng minh nam việt nam thì ngược lại nó dẫn tới thất bại của mỹ Kỷ niệm tròn 30 năm sự kiện Tết Mậu Thân, bài viết nhỏ này mong góp phần lý giải câu hỏi, Mỹ có thua về quân sự trong Tết Mậu Thân không? Và nếu thua thì thua như thế nào ngay trên chiến trường Việt Nam thuở đó? Từ ngày đầu chiến tranh cục bộ, mục tiêu của Mỹ là dùng lực lượng quân sự Mỹ lục quân, không quân, hải quân để tiêu diệt lực lượng vũ trang và cơ sở chính trị của cách mạng miền Nam, uy hiếp tinh thần kháng chiến của nhân dân ta củng cố chế độ Sài Gòn làm cơ sở cho sự thống trị thiền nam bằng chủ nghĩa thực dân kiểu mới. Để đạt mục tiêu chiến lược đó, Mỹ sử dụng quân Mỹ mở các cuộc hành quân tìm diệt chủ lực quân giải phóng và cơ quan chỉ đạo cách mạng miền Nam, dùng quân đội Sài Gòn yểm trợ chương trình bình định nông thôn, dùng không quân và hải quân leo thang đánh phá miền Bắc nhằm ngăn chặn sự chi viện của miền Bắc cho cách mạng miền Nam. Thế nhưng, trải qua hai mùa phản công chiến lược, những biện pháp trên đây không mang lại hiệu quả như Mỹ trông đợi ngược lại. Qua hơn hai năm đương đầu với quân Mỹ, lực lượng, thế trận chiến tranh nhân dân của ta ngày càng phát triển, ý chí, quyết tâm đánh Mỹ được tăng cường trong toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta trên cả hai miền Nam Bắc. Lực lượng, thế trận, ý chí, quyết tâm đó cho phép quân dân ta mở cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968. Trong gần hai tháng, Tết Mậu Thân như những đợt sóng tới tấp đánh vào bốn trong sáu thành phố lớn, 37 trong số 44 thị xã và hàng trăm thị trấn quận lỵ tại nhiều đô thị lực lượng vũ trang ta chiếm giữ nhiều nơi trong nhiều ngày nhiều giờ hầu hết các cơ quan đầu não từ trung ương tới địa phương của mỹ ngụy bị tiến công bộ binh pháo binh đặc công biệt động quân giải phóng đã đánh mạnh đánh trúng bốn bộ tư lệnh quân đoàn tám trong số 11 bộ tư lệnh sư đoàn quân sài gòn hai bộ tư lệnh biệt khu hai bộ tư lệnh giã chiến mỹ cùng nhiều bộ tư lệnh lữ đoàn trung đoàn các tiểu khu chi khu và hàng trăm căn cứ quân sự kho tàng sân bay bến cảng nhiều tuyến giao thông thủy bộ bị chặn cắt nhiều cơ sở thông tin bị tiến công khiến hoạt động vận chuyển liên lạc tại nhiều vùng do mỹ ngụy kiểm soát bị ngừng trệ như vậy đây là lần đầu tiên sau nhiều năm lao vào chiến tranh việt nam toàn bộ hệ thống phòng thủ đô thị của mỹ ngụy bị tiến công bị phá vỡ hậu phương hậu cứ chiến tranh của địch trở thành chiến trường nơi đọ sức đọ lực đọ ý chí giữa hai bên trong nhiều tuần, nhiều tháng. Trong cuộc đọ sức đó, bằng lối đánh táo bạo và dũng mãnh, lực lượng vũ trang quân giải phóng đã tiêu hao, tiêu diệt nhiều sinh lực địch, phá hủy, phá hỏng nhiều phương tiện chiến tranh, làm rối loạn hậu phương, hậu cứ an toàn của chúng. Mặc dù trong cuộc đọ sức quyết liệt Tết Mậu Thân ngày đó, cả hai bên tham chiến đều bị hao tổn nặng nề về lực lượng, phương tiện chiến tranh, nhưng điều quan trọng khiến cho phía Mỹ và dư luận thế giới kinh ngạc là ở chỗ, quân giải phóng có thể tiến công đồng loạt, rộng khắp vào hàng trăm đô thị trên toàn miền và gây cho phía Mỹ nhiều thương vong trong khi chỉ sử dụng một bộ phận lực lượng không nhiều. Theo nhận định của bộ chỉ huy quân sự Mỹ tại Sài Gòn lúc đó và được nhiều tác giả Mỹ sau này trích dẫn thì bộ chỉ huy cộng sản đã tung vào một lực lượng ước chừng 67.000 quân trong tổng số 240.000 ở miền Nam Việt Nam, dàn ra để chống lại họ là 1.100.000 tay súng, 492.000 quân chiến đấu Mỹ. 61.000 quân Nam Triều Tiên, Thái Lan và các nước trong thế giới tự do khác, 342.000 quân thường trực của chính phủ Việt Nam Cộng hòa và 284.000 quân địa phương, phòng vệ dân sự. Ngoài ra, Mỹ còn huy động 2.600 máy bay, 3.000 trực thăng và 3.500 xe thiết giáp mong chống đỡ lại cuộc tiến công. Cho dù sự chênh lệch về quân số, hỏa lực là hết sức lớn nghiêng hẳn về phía Mỹ, nhưng quân giải phóng không những đã phá vỡ tuyến phòng thủ kiên cố của địch gây cho chúng những tổn thất nặng nề về sinh lực, phương tiện chiến tranh mà còn ghim chân được một đội quân đông hơn một triệu tên được trang bị hiện đại vào mặt trận đô thị. 17 năm sau Tết Mậu Thân, G. Côn Cô trong cuốn giải phẫu một cuộc chiến tranh đã xem đây là một trong những bài học cay đắng nhất trong chiến đấu của Mỹ. Trong khi cuộc tiến công Tết đang lên tới đỉnh cao, Wheeler, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ đã báo về Washington ngày 17 tháng 2 năm 1968 rằng cuộc tiến công ban đầu của đối phương đã gần thành công ở hàng chục địa điểm. Để tránh bị thất bại, Mỹ chỉ có thể có những biện pháp phản ứng kịp thời. Sự phản ứng kịp thời đó đã buộc Mỹ phải sử dụng ồ ạt hỏa lực trọng pháo, máy bay, thiết giáp để san bằng nhiều thành phố, giết hại nhiều dân thường ngay ở giữa hậu cứ, hậu phương chiến tranh của chúng. Tại Cố Đô Huế, hỏa lực Mỹ đã biến 80% thành phố thành gạch vụn. Trọng pháo và máy bay Mỹ còn san bằng một nửa tỉnh lỵ Mỹ Tho thị xã có 80.000 người dân sinh sống. Thị xã Bến Tre cũng chịu chung số phận. Cần phải hủy diệt thành phố này để cứu nó. Đó là lời một sĩ quan Mỹ nói trong lúc quân Mỹ đang tàn phá thị xã Bến Tre. Lời nói điển hình đó ngay lập tức được phổ biến rộng rãi trên báo chí Mỹ và nhiều nước trên thế giới. Bởi lẽ, nó như một định đề vạch rõ sự chớ trêu đầy mâu thuẫn giữa lục đích và biện pháp của cuộc chiến tranh mà Mỹ đề ra từ ban đầu hy vọng sẽ chinh phục được khối óc và trái tim của người dân miền Nam hy vọng có thể làm cho ai nấy tin rằng sự có mặt của quân mỹ vì là sự phồn vinh và nền độc lập của một miền nam không cộng sản như vậy dù cho sau đó với quan điểm thuần túy quân sự kiểu mỹ và phương tây mỹ có đẩy được quân giải phóng ra khỏi đô thị và xem đấy đích thị là một thắng lợi của mình đi chăng nữa thì tết mộ thân và hành động thực tế của quân mỹ về thực chất vẫn là một thất bại nặng nề của mỹ trên chiến trường miền nam việt nam trong khi đó tại nông thôn đồng bằng và rừng núi đòn tổng tiến công đã làm cho bộ máy kìm kẹp của chế độ Sài Gòn và hơn 50.000 cán bộ Bình Định thuộc 555 đội chẳng được ai ngó ngàng tới, làm mục giã một trong những gọng kìm của Mỹ. Bởi vì, một khi phần lớn lực lượng đích bị ghim chặt vào mặt trận đô thị thì ngay lập tức lực lượng vũ trang tại chỗ của ta đã hỗ trợ cho nhân dân nổi dậy diệt ác, phá kìm, giải tán dân vệ, giành quyền làm chủ, mở rộng vùng giải phóng, giáng đòn nặng vào hệ thống chính quyền cơ sở địch ở nông thôn. Tình hình trên đây đã được chính Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ thú nhận trong báo cáo gửi Johnson ngày 17 tháng 2 năm 1968 rằng, trên một số phạm vi rộng lớn, Việt Cộng đã nắm quyền kiểm soát nông thôn. Chương trình Bình Định mà lúc đó Mỹ gọi là chương trình phát triển cách mạng đã bị thụt lùi nghiêm trọng. Vào thời gian này, tại Washington, Văn phòng Hệ thống Phân tích Tình hình Việt Nam của Bộ Quốc phòng Mỹ đưa ra nhận xét, cuộc tiến công Tết hình như đã vĩnh viễn giết chết chương trình Bình Định. Sau này, một số tác giả mỹ trong các công trình nghiên cứu về chiến tranh việt nam cũng gặp nhau ở nhận định về thất bại này của mỹ ấy là khi họ đều nhận xét rằng thật khó mà minh họa được tình hình kiểm soát của mỗi bên ở nông thôn theo cuồn cô chính vào dịp tết mậu thân ở cả washington lẫn sài gòn giới lãnh đạo chỉ huy mỹ đều đã phải thừa nhận rằng mặc dù mặt trận dân tộc giải phóng không thành công ở các đô thị nhưng họ đã thu được những thành tiệu ở nông thôn lời thú nhận này từ phía mỹ ngụy ở thời điểm tết mậu thân trên đây đã chứng minh rõ ràng rằng tết mậu thân không chỉ đưa chiến tranh vào tận dinh lũy của mỹ ngụy mà còn là đòn nặng dáng vào chương trình bình định trên phạm vi toàn miền tình hình đó làm cho nhiều người mỹ làm việc trong chương trình bình định hoang mang kinh hãi họ không lý giải nối tại sao việt cộng đã vào được tất cả các thành thị để tiến công mà không có một người việt nam nào báo cho chính phủ nam việt nam biết tình hình đó rõ ràng đã là mối đe dọa trực tiếp tới sự tồn tại của chính quyền sài gòn một cơ cấu chính trị mà Mỹ từ lâu dày công xây dựng và dựa vào để tiến hành chiến tranh xâm lược kiểu thực dân mới. Vì thế, cuối tháng 2 năm 1968, ủy ban Clark Clifford được thành lập theo chỉ định của Johnson nhằm cứu xét yêu cầu xin được tăng quân của tướng Westmoreland để ứng phó với Tết Mậu Thân, đã nhận thấy rằng sự đáp ứng chính trị không có hiệu quả của chính phủ Việt Nam Cộng hòa có thể còn giúp cho Việt Cộng cải thiện sự nghiệp của họ trong các đô thị cũng như ở nông thôn sự đáp ứng chính trị mà Mỹ nói ở đây không ngoài điều gì khác mà chính là Mỹ đã giật dây cho Thiệu Kỳ Hương bắt giam các nhân vật đối lập, thành lập các cơ quan hành chính, ban hành lệnh tổng động viên để bắt lính đôn quân, đẩy việc tổ chức phòng vệ dân sự lên thành quốc sách, cấm tụ họp quá ba người, cấm dân chúng ra vào thành phố, phát thư tố cáo cho mọi gia đình. Xong, hậu quả của những đáp ứng chính trị đó, trên thực tế, mang lại những kết quả trái với mong muốn ban đầu của Mỹ nó càng làm tăng thêm sự thù địch của nhân dân thu hẹp hơn cơ sở xã hội của chế độ sài gòn và làm suy yếu thêm lực lượng ngụy quân một lực lượng vốn đã bại trận trước khi mỹ buộc phải đổ quân vào miền nam và ngày càng thêm phụ thuộc vào sự có mặt của quân đội mỹ và ngay cả trong nhiệm vụ bình định nông thôn nó cũng đã tỏ ra thụ động bất lực vì thế vào lúc tết mậu thân nổ ra tỷ lệ đào ngũ trong quân ngụy lên tới đỉnh cao hơn bao giờ hết các tiểu đoàn chiến đấu của nó trong hai tuần đầu của tết chỉ còn một nửa số quân sau Tết, tình trạng đó tiếp tục gia tăng. Cũng từ đây, hiện tượng phản chiến ngày càng trở nên phổ biến, không chỉ trong hàng ngũ binh lính mà cả trong hàng ngũ sĩ quan, không chỉ có ở quân đội Sài Gòn mà ở cả quân đội Mỹ, một đội quân mà từ sau tuyên bố ngày 31 tháng 1 năm 1968 của vị tổng thống, tổng tư lệnh Johnson, đã bước vào thời kỳ thoái chí. Như thế, Tết đã phơi bày toàn bộ những yếu kém, thụ động và bất lực của chính quyền cũng như của quân đội Sài Gòn không ai ở sài gòn và ở washington có thể tin chắc rằng mai này quân mỹ rút chế độ sài gòn lại có thể tự tồn tại được đó là lý do vì sao dưới sự lãnh đạo của đảng quân và dân ta đã bước vào tết mậu thân với một niềm tin cháy bỏng với một quyết tâm to lớn đến nhường ấy bởi đây là đòn tiến công đồng loạt bất ngờ mãnh liệt trên quy mô toàn miền nhằm vào chỗ yếu kém nhất của mỹ ở miền nam và chính quyền sài gòn để làm nản lòng giới lãnh đạo washington đặng đè bẹp ý chí xâm lược của mỹ đè bẹp ý chí xâm lược của Mỹ là mục tiêu quán xuyến của chúng ta. Ngay từ trong ý đồ ban đầu khi hoạch định Tết Mậu Thân, cơ quan chỉ đạo chiến lược Việt Nam không hề ảo tưởng thắng Mỹ trên thế mạnh đơn thuần về quân sự bằng cách tiêu diệt chiến lược hoặc đánh bật gần 50 vạn quân chiến đấu Mỹ khỏi Việt Nam mà đã chủ trương đánh vào ý chí của Mỹ bằng sức mạnh tổng hợp của chiến tranh cách mạng miền Nam bằng việc kết hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa đấu tranh quân sự, đấu tranh chính trị và đấu tranh ngoại giao để phát huy cao độ sức mạnh đó trong tết mậu thân đảng ta chủ trương một mặt đánh mạnh đồng loạt vào cơ quan đầu não của mỹ ngụy bằng lực lượng tại chỗ để gây cú sức mạnh tác động nhanh tới ý chí xâm lược của mỹ mặt khác rất chú trọng tới lực lượng nổi dậy đồng loạt của quân chúng ở nông thôn và đô thị việc mở hướng tiến công vào đô thị trên quy mô toàn miền đã buộc toàn bộ lực lượng mỹ đang từ thế phản công tìm diệt đối phương phải dồn về mặt trận đô thị lâm vào thế bị động chống đỡ quân mỹ đã như vậy nên quân ngụy Sài Gòn cũng co cụm quanh các thành phố, thị xã và thị trấn, khiến cho Wheeler, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ phải thúc ép chính phủ Sài Gòn đưa quân đội đánh thốc ra vùng ven và vòng ngoài để mong giải tỏa áp lực cho Sài Gòn và các đô thị khác đang bị đối phương vây hãm. Thế nhưng, quân đội Việt Nam Cộng Hòa, theo chính lời họ nói, đang ở trong tình thế khó xử, bởi họ không thể nào đối phó được với bất kỳ cuộc tiến công nào của địch vào các thành phố. Trong tình huống như thế, Bộ Chỉ huy quân sự Mỹ buộc phải dốc hết lực lượng hiện có trong tay để giải quyết vấn đề hòng làm giảm áp lực của đối phương xung quanh các đô thị. Cùng khi đó, Mỹ lại phải huy động 50% quân số ra mặt trận phía Bắc để ứng phó với mọi nguy cơ có thể xảy ra ở đây. Và việc này lại đặt Mỹ trước một tình thế khó khăn mới nảy sinh là lực lượng dự bị của Mỹ trên chiến trường đã bị tước đi quá mỏng. Điều đó sẽ rất nguy hiểm nếu Khe Xanh, Huế, Quảng Trị, Tây Nguyên, Sài Gòn lại bị đồng loạt tiến công. Vì những lẽ đó, Bộ chỉ huy quân sự Mỹ phải xin tăng gấp 206.000 quân Mỹ sang miền Nam Việt Nam. Đề nghị đó, thêm một lần nữa, lại đã làm bàng hoàng nước Mỹ. Một số thành viên trong chính phủ Mỹ khi đó đã thẳng thừng nói rằng, ông Westmoreland không được sợ thua nếu yêu cầu tăng viện của ông ta không được Washington chấp thuận. Sau nhiều ngày họp bàn, thảo luận, đến giữa tháng 3 năm 1968, đề nghị tăng quân đó đã bị bác bỏ. Điều đó có nghĩa là Mỹ không còn ý chí để theo đuổi chiến lược tìm và diệt như trước đây. Chính vì vậy mà từ sau Tết Mậu Thân, quân chiến đấu Mỹ trên chiến trường chuyển sang làm nhiệm vụ chiếm đóng, phòng thủ, thực hiện chiến lược quân sự quét và giữ. Thế là, sau 3 năm không sao tìm diệt được chủ lực đối phương, quân Mỹ phải quay sang làm nhiệm vụ lính giữ nhà của quân Ngụy trước kia để tránh bị thương vong cao, đẩy dần quân Ngụy ra trận trực tiếp đương đầu với chủ lực quân giải phóng khởi đầu một quá trình đi xuống về mặt chiến lược của Mỹ và quá trình đó là không thể đảo ngược được. Như vậy, với Tết Mậu Thân, quân và dân ta trên chiến trường miền Nam đã giành được những kết quả to lớn, tiêu hao, tiêu diệt nhiều sinh lực địch, phá hủy, phá hỏng nhiều phương tiện chiến tranh, phá giá chính quyền địch ở nhiều vùng nông thôn, phá vỡ hệ thống phòng thủ đô thị kiên cố của Mỹ, ngụy trên quy mô toàn miền, làm đảo lộn thế bố trì chiến lược của chúng ở miền Nam, làm lộ rõ những mâu thuẫn mà Mỹ, ngụy đã không sao khắc phục được chung đường lối và cách thức điều hành chiến tranh phơi bày toàn bộ sự thất bại về quân sự chính trị của mỹ suốt những năm chiến tranh cục bộ không phải đợi đến sau này mà ngay trong tết mậu thân cục tình báo trung ương mỹ cia cũng buộc phải thừa nhận rằng những người cộng sản đã đạt được các mục tiêu quân sự chính trị và tâm lý lớn họ đã kiểm soát được nhiều vùng nông thôn rộng lớn đập tan hệ thống chính trị kinh tế và quân sự việt nam cộng hòa Thành công đó của Tết Mậu Thân đã là căn nguyên, là động lực chính tạo nên sức chấn động dữ dội, làm lung lay nền móng sâu xa của đời sống chính trị, quân sự, kinh tế xã hội Mỹ, buộc giới cầm quyền Mỹ dù không muốn nhưng vẫn phải công khai tuyên bố đơn phương xuống thang, thay đổi chiến lược rút dần quân Mỹ ra khỏi cuộc chiến tranh trên bộ ở miền Nam sau 3 năm lao sâu vào và chưa một mục tiêu nào của cuộc chiến tranh này được thực hiện. Đó là sự thất bại to lớn của Mỹ. Đó cũng là lý do tại sao ngót 30 năm qua tết vẫn còn là một ám ảnh khôn nguôi trong ký ức của giới quân sự chính trị nước mỹ trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã